Chào các bạn, đây là hỏi đáp số 35 và đây là content của Mr. Tài. Và hy vọng sẽ là những câu hỏi mà các bạn sẽ được xuất hiện bên trong đây. Cũng chúng ta sẽ cũng bắt đầu thôi. Hỏi bắp rồi nhưng mà xin mời. Câu hỏi đầu tiên đó bạn mang tên là Huy Nguyễn. Bạn có hỏi là MSI Turbiner tải về chơi game có lag hơn hay không? Cái gì vậy mấy đứa? Sao lại lag hơn ta? Rồi ok, để trả lời luôn câu này ha. Thì thật ra vấn đề nằm ở chỗ là khi mà các bạn có thêm cái ứng dụng chạy ngầm thì đương nhiên là hệ thống nó cũng sẽ bị thâm dụng vào cho chính cái ứng dụng đó. Đối với app Turbiner nó không phải là một cái app quá nặng đâu. Tại vì bản chất của nó chỉ là một cái app để các bạn có thể đọc và tracking nhanh cái FPS hiển thị và các cái thông tin hiển thị ở trên cái hệ thống thôi. Cho nên là nếu như các bạn có kích hoạt thì mình thấy nó cũng không khác gì một cái widget ngày xưa của Windows á, và thậm chí là như hiện thời là Windows họ cũng có ở trong cái phần mềm gì Windows G Gaming gì đó, Gbar hay Gbox gì đó, thì mình thấy là nó cũng có luôn cái tính năng đó, chẳng qua là Afterburner nó chi tiết hơn, nó có nhiều cái để hiển thị hơn mà thôi. Và thành ra là nếu như các bạn có sử dụng gaming cộng với Afterburner, đương nhiên nó có ảnh hưởng tới hiệu suất, nhưng mà mình thấy là nó không quá nhiều và không đáng để quan tâm. Dạ, yeah, nó cũng tương tự như mấy cái Xbox Game 3 đồ với lại mấy cái Nvidia lay gì đó. Đúng rồi, chính xác. Câu hỏi tiếp theo đó bạn mang tên là Nguyễn Huy Hiệp. Bạn có hỏi là cho mình hỏi là con này tháo pin ra và cắm sạc thì có ảnh hưởng gì không? Vừa cắm sạc vừa dùng pin có bị phòng pin hay không? Cái con này ở trong cái video nào đó mình quên mất tiêu rồi, mình biết cái câu hỏi ở trong đó. Thì về cơ bản á là mình sẽ trả lời chung luôn cho những cái laptop mà có thể tháo pin rời luôn ha. Thì đối với mình á, quan điểm của mình nó rất rõ ràng là mình sẽ không tháo pin ra khi chơi game. Lý do thì nhiều lắm. Chẳng hạn như là khi mà ví dụ như các bạn đã tháo pin ra thì tức là máy không có nguồn điện dự phòng. Thì chẳng hạn như bạn đang chơi mà cúp điện thì sao, đúng không? Hoặc là bạn đang làm việc hoặc là đang render mà bị cúp điện thì sao? Thì nó sẽ khiến cho cái máy nó mất đi cái tính di động thường có ở trong một cái laptop. Tại vì laptop sinh ra là để khi các bạn mặc dù mất điện là vẫn sử dụng được. Một cái hôm gần đây nhất là ngày hôm qua luôn, mình đi ra ngoài quán cà phê thì đang làm việc thì tự nhiên cái cầu chì ở cái quán cà phê nó bị cúp. Thì tất cả những cái máy xung quanh đó, ví dụ như là nếu như chúng ta không có nguồn điện ở trong sẵn máy như là một cái laptop bình thường á, thì đương nhiên chúng ta sẽ không thể sử dụng được tiếp. Nhưng với mình vẫn làm việc bình thường, làm việc offline chẳng sao cả. Thì ra là cái giá trị của cái việc mà gắn pin rời á, nó là như vậy. Và ngoài ra có rất rất nhiều giá trị khác nữa cơ. Nhưng mà với mình đi, để mình giải quyết cái vấn đề là nếu như bạn sợ là pin sẽ bị chai trong quá trình mà chúng ta chơi hoặc là sử dụng máy ở một cái cường độ cao khi mà máy nó nóng lên á, thì cách đơn giản nhất là các bạn giữ cho cái máy nó mát nhất có thể. Thì có rất nhiều cách, chẳng hạn như các bạn đi mua một cái đế kê laptop nè, hoặc các bạn đi mua một cái bộ tản nhiệt dành cho laptop nè, các bạn kê lên rồi các bạn xài thôi, thì nó sẽ giúp cho cái việc mà tỏa nhiệt ra từ CPU và GPU á nó không bị lan qua bên pin và không khiến cho cái máy nó bị chai pin đi quá nhanh. Thì đó là cái giải pháp mà mình nghĩ là các bạn vẫn nên sử dụng. Còn thêm cái giải pháp nữa là các bạn, đa phần những cái hãng làm laptop gaming đó họ sẽ có cái phần mềm mà các bạn có thể là điều khiển được cái capacity, đó là cái maximum dung lượng pin mà bạn muốn sạc cho nó, thì bạn có thể điều khiển nó sạc vô maximum ở tầm 80% là ok rồi ha. Kỳ Hoàng có hỏi là hai anh chị em hỏi là muốn build bộ PC để chiến game với lại i5-9400F và đang phân vân giữa con GTX 1050 Ti và RX 570. Em nghe bảo là card của NV support tốt hơn của AMD, mong hai anh giải đáp, chúc hai anh phát triển và giúp GVN ngày càng phát triển. Cái vế thứ hai của bạn đó là Nvidia support tốt hơn của AMD á, thì nó đúng ở trong quá khứ các bạn. Tức là đây mình đang nói về cái phần mảng game nha. Tại vì hồi xưa là Nvidia họ chơi rất là thân với là cái hãng game, cho nên là đa phần những cái con Vega mà cùng cấp, hai cái con cùng cấp giữa AMD và Nvidia, thì đa phần Nvidia nó sẽ có FPS nhỉnh hơn. Ấy, nhưng mà thời điểm bây giờ thì nó khác rồi các bạn, khi mà driver Adrenaline của AMD bắt đầu cập nhật nhiều hơn, và đặc biệt là con 570 nó có một cái con GPU bên trong nó quá là ao trình so với 1050 Ti đi, thì nói thiệt là mình vẫn nghiêng về con RX 570, và mình đã từng xài con đó rồi các bạn. Mình xài con Rockstick phiên bản 8GB của RX 570, và nói thiệt với các bạn là nó đập chết tươi luôn con 1050 Ti. Và nên là trong trường hợp bất luận là bạn mua cũ hay là mua mới gì, nó cũng đều mạnh hơn cả, và đa phần những tựa game mà bạn chơi, kể cả eSports AAA, nó cũng đều có FPS gần như gấp đôi hay thậm chí là nó còn gấp 2,5 lần nữa. Vậy nên là cứ tự tin, nếu bây giờ mà bạn kiếm được một con RX 570 cũ đi ha, mà nó còn ngon nghẻ chút xíu, không có bị phòng chỗ nọ phòng chỗ kia, rồi các cái con tụ nó vẫn đang còn đẹp đẹp một chút, chưa có bị bay màu, thì mình nghĩ là bạn vẫn cứ nên chốt RX 570 thay vì 1050 Ti. Hoàn toàn đồng ý. Câu hỏi tiếp theo đó bạn mang tên là Huy Nguyễn. Bạn hỏi là hai anh chị em hỏi kích thước và tốc độ quạt của đế tản nhiệt có quan trọng hay không? Em đang phân vân giữa Cooler Master U2 Plus và X150 Spectrum. U2 Plus thì hai quạt nhỏ nhưng mà số vòng quay nó cao, và ngược lại X150 chỉ có một quạt to nhưng số vòng quay thấp hơn. Mong anh này giải đáp. Đối với cái cơ chế hiện thời như mình thấy đi, và thật ra nó cũng không chỉ là nằm ở trong quạt của các cái linh kiện này, mà nó còn là cái quạt làm mát ở trong cái gian phòng của bạn nữa. Các bạn đã bao giờ thấy một cái cánh quạt mà nó bự phải gần 3 mét? Một cánh quạt, cái sải rộng nó khoảng gần 3 mét và nó quay rất là chậm.
nhưng mà cái lưu lượng gió nó đưa vào trong không khí nó siêu nhiều luôn. Thì thành ra là vấn đề là gì? Tức là quy định chung nó chính là chúng ta có một cái cánh quạt càng lớn thì cái khả năng gom gió khi này nó cũng sẽ càng nhiều, nhưng nó không tụ gió. Thì ra chúng ta có hai cái thuật ngữ, nó gọi là airflow và air pressure. Thành ra là bây giờ cái mà bạn muốn là gì? Nếu như bạn muốn một cái airflow tốt cho cả nguyên một cái baseball của cái máy, nguyên một cái mặt đáy của cái laptop của bạn á, thì bạn có thể lựa chọn cái sản phẩm mà có một cái cánh quạt to hơn. Nhưng nếu như khi này bạn xác định luôn là hai cái chỗ cấp quạt đó, cái air pressure đó của nó vừa đủ để nó lọt vào trong các khe thoát nhiệt của máy, và bạn đang muốn giải nhiệt cho chính đúng hai khe thôi, thì bạn có thể sử dụng một cái quạt air pressure, nó chỉ vậy thôi. Ok, thì cái câu này mình cũng đã có thấy trên YouTube rồi, và hôm bữa mình cũng tính lụm vô cái sổ hỏi đáp của mình luôn, nhưng mà tại nhanh tay hơn. Thôi thì mình nói về cái góc nhìn của mình về hai cái con tản nhiệt, đế tản nhiệt cho laptop này đi ha. Thì giống như Tài có chia sẻ, thì thiệt ra đối với mình á, cái góc nhìn của mình về những cái đế tản nhiệt này, về cái kích thước đi ha, và cũng như là cái setup fan, nó sẽ phụ thuộc vào cái vị trí mà bạn muốn làm mát. Bây giờ mình nói đơn giản thôi, giống như là cái hệ thống làm mát của bạn nó có hai quạt hai bên vậy, đúng không? Mà bây giờ bạn muốn cấp gió cho hai cái quạt đó, thì bây giờ bạn có thể sử dụng cái con có hai fan nằm đúng ở hai cái vị trí đó, thì nó sẽ làm tăng khả năng tản nhiệt cho hai cái fan ở bên trong cái hệ thống tản nhiệt của con laptop của bạn. Còn nếu bây giờ giả dụ như là cái con laptop của bạn nó chỉ có một fan duy nhất thôi, và cũng như là cái hệ thống tản nhiệt của nó kiểu trải đều á, và bạn chỉ muốn làm mát một vùng duy nhất thôi, thì bạn có thể sử dụng cái con có một fan để tăng cái airflow lên thôi. Nó đơn giản như vậy. Nhưng mà đối với mình nha, thiệt ra cho dù là bạn có xài cái đế tản nhiệt như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà cái nhiệt độ trong phòng của bạn nó bị nóng á, thì nó cũng chả cái hiệu quả lắm đâu. Vậy nên tốt nhất á, bạn có thể là tìm cái cách như thế này cho nó dễ nè, mua một cái kê laptop lên, xong rồi bạn chỉ thẳng một cái quạt vô, xong rồi bật máy lạnh lên, magic, nó sẽ giúp cho bạn giảm cũng 10 độ C, nhưng mà bạn tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn. Thế ha, đó là cách dễ nhất mà tụi mình vẫn thường hay làm. Câu hỏi tiếp theo đó, bạn mang tên là Gia Tú, bạn có hỏi là cho em hỏi hiện tại em đang dùng con Nitro 5 2021 phiên bản sử dụng 3050 trên máy có cổng Type-C, nhưng không biết là nó có hỗ trợ DisplayPort không ạ? Ok, trả lời nhanh luôn thì cái máy của bạn nó không có hỗ trợ. Từ các cái đời 2022 trở lên á, thì Nitro 5 Tiger mới có, còn những con Nitro 5 Eagle thì nó tiếc là không. Và thật ra cái cách tra cứu cũng rất đơn giản, các bạn có thể coi ở trong một số những website của hãng, hoặc là đơn giản hơn các bạn lên trên chính website Given á, ở trong cái phần mà thông tin sản phẩm á, bọn mình luôn luôn có phần cổng kết nối, và ở trên đó sẽ có để thông tin cho bạn. Nếu như không có để là Type-C PD á, thì rõ ràng là nó không hỗ trợ, đơn giản vậy thôi. Type-C DP ông ơi. DB đấy. DB. Vậy là bình cảnh sát chính tả cũng vừa mới bắt lỗi chính tả của Mr. Tài, và DP có nghĩa là DisplayPort, còn PD có nghĩa là Power Delivery. Mà không đọc nhầm ở cái câu cuối. Còn bây giờ thì cảm ơn bạn đã xem video tận giờ phút này. Đừng quên là để lại một like, một share, một subscribe nếu như số hỏi đáp này hay. Và các bạn cũng đừng quên là hỏi đáp chúng ta lên sóng 2 lần một tuần. Nên là cứ mạnh dạn đặt những câu hỏi mà các bạn đang cảm thấy thắc mắc nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Peace. Ok, ngắt, tới giờ Tài đi họp rồi. Đi rồi, đi.